Người đàn ông này tên là Christian, mới chỉ 27 tuổi, nhưng lại ngồi trên vị trí thủ lĩnh của tập đoàn Bray. Anh ta sống một cuộc sống cầu kỳ, vô cùng có giáo dưỡng, là một người đàn ông kim cương tổng tài bá đạo. Cô gái tên là Anna này nhìn qua thì có tướng mạo rất bình thường, hôm nay lại phải đến tập đoàn Bray thay bạn thân mình để phỏng vấn vị tổng tài cao quý danh tiếng hiển hách này. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, tổng tài bá đạo đem lòng yêu cô nàng lọ lem. Nếu bạn nghĩ câu chuyện sẽ phát triển theo hướng này thì bạn đã sai lầm to rồi. Xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ của tổng tài bá đạo này có vô số nỗi đau. Bọn họ thật sự có thể chấp nhận và vượt qua những thử thách của cuộc sống sao? Hoan nghênh các bạn đến với kênh phim Tiểu Đào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ 3 series phim 50 sắc thái, 50 sắc thái xám. Trước tiên hãy theo dõi mình để xem càng nhiều video đặc sắc nha. Hôm Anna đến phỏng vấn Christian, đã bị hấp dẫn bởi tổng tài trẻ tuổi danh tiếng hiển hách này. Vốn dĩ chỉ có 10 phút để phỏng vấn, Christian lại vì Anna mà lùi lại cuộc họp. Một ma lực to lớn bao trùm lấy hai người. Quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Christian trả lời những câu hỏi mà Anna đã chuẩn bị sẵn, còn đồng ý việc sẽ chụp ảnh. Nhưng tiếp đó Christian rất muốn tìm hiểu về Anna. Một duyên phận không thể gỡ bỏ cũng bắt đầu từ đó. Anna sau khi về nhà ấp a ấp úng báo cáo lại quá trình phỏng vấn cho bạn cùng phòng mình là Catherine. Catherine thông minh đoán được, giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Anna có chút thất hồn lạc phách, trong tim vẫn luôn không quên được Christian. Ngày hôm đó Anna theo lẽ thường đến tiệm kim khí làm việc. Christian lại đến đó để mua băng ni lông. Bạn có tin một tổng tài sẽ cần những công cụ này không? Đương nhiên là mượn cớ để đến tán gái rồi. Những lời tán tỉnh của Christian làm cho Anna tâm phiền ý loạn. Trước khi đi, Christian đã đưa cho cô danh thiếp của mình, nói với Anna rằng mình ở khách sạn Hisman, lúc 10 giờ có thể chụp ảnh. Christian đã tiện tay loại bỏ chàng trai có ý với cô. Sau đó ánh mắt của anh căn bản không thể rời khỏi người cô, cho đến khi anh ta nhận ra bản thân mình không nên trầm mê như vậy. Anh ta cưỡng chế chính bản thân mình chào tạm biệt với Anna, cho dù trong lòng mình vô cùng khát vọng ôm hôn người con gái này. Anna nhận được sách mà Christian gửi cho cô, nhưng Anna lại không vui vì Christian không chủ động bước về phía cô. Buổi tối cô đi đến quán bar cùng với Catherine. Anna sau khi say ngà to gan hơn, gọi cho Christian, nói muốn trả sách lại cho anh ta. Sau khi nghe thấy những tiếng ồn bên cạnh Anna, Christian không ngồi vững được nữa, vô cùng bá đạo mà bảo Anna ở nguyên chỗ đợi anh ta. Anna đang ở sít từ căn bản không tin Christian sẽ đến được. Đúng lúc Anna đi ra khỏi quán bar, một người bạn của cô đang chuẩn bị tỏ tình với cô, Christian lại xuất hiện. Không chỉ vậy, vì để thuận lợi đưa Anna đi, Christian còn đem theo anh trai mình, quấn lấy bạn của cô Catherine. Xem ra để ôm lấy mỹ nhân về nhà, Christian đã hao tốn không ít tâm tư. Sau khi xác nhận đã ở bên Christian, Anna yên lòng mà ngủ đi. Sau khi tỉnh lại nhận được sự chăm sóc vô cùng tận tình chu đáo của Christian, Christian nhấn mạnh rằng khẩu vị của mình rất đặc biệt. Anna không tin cho lắm, nhắm mắt lại chờ đợi chiếc hôn nồng nhiệt của Christian. Nhưng Christian lại sờ lên khuôn mặt cô, không hôn lên bờ môi cô. Anh ta nói trước khi nhận được sự đồng ý chính thức của Anna, bản thân sẽ không chạm vào cô. Chuyện này làm cho Anna vô cùng khó hiểu. Nhưng trong lúc tiễn Anna về trong thang máy, Christian rốt cuộc cũng không khống chế được bản chất bá đạo của mình. Chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng cảm tình của hai người đã có một bước đột phá to lớn. Đêm tối, Christian để bảo tiêu của mình đến đón Anna. Máy bay trực thăng tư nhân trực tiếp bay đến căn biệt thự ở Sister, nhưng vẫn chưa chờ gom đủ lãng mạn, Christian lại lấy ra một hợp đồng muốn Anna ký tên lên đó. Nội dung đại khái chính là muốn bảo mật quan hệ của hai người. Anna có chút bất ngờ, nhưng vẫn ký tên. Trong lòng nghĩ thì ra người có tiền kết bạn còn chú ý nhiều như thế. Tiếp đó Christian đưa Anna đến một căn phòng, làm cho cô trợn tròn mắt. Căn phòng có chút tối và ánh đèn đỏ mơ hồ này, chuẩn bị đủ loại công cụ trò chơi, đương nhiên cũng chính là loại trò chơi bí mật nhất giữa hai người. Christian tự xưng chủ nhân, anh ta phải thuần hóa hết tất cả những người phụ nữ đến bên cạnh mình. Sau khi nghe được những từ như trừng phạt, lấy lòng, khí cụ, trong lòng Anna trỗi dậy một cảm giác bất an. Christian dẫn Anna đến xem phòng của cô. Anh ta nói bản thân sẽ không ngủ qua đêm với Anna trên một chiếc giường. Sự khát vọng đối phương của hai người không nói cũng hiểu. Nhưng Anna không thể chấp nhận sở thích đặc biệt của Christian. Anna nửa đêm tỉnh dậy phát hiện Christian đang chơi piano. Hai người không thể ngưng lại khát vọng tìm hiểu về đối phương. Thế là một lần lại một lần. Cho dù anh chàng tổng tài bá đạo này có quy tắc riêng của mình, nhưng đêm hôm đó anh ta giống như đã phá bỏ cấm kỵ của mình. Ngày thứ hai hai người vẫn dính nhau như sam. Mẹ của Christian đến kiểm tra Christian, hai người gấp rút mặc quần áo vào. Sau khi Christian tiễn mẹ mình về, lại tiếp tục thuyết phục Anna trở thành nô lệ của mình. Anna đang đấu tranh tư tưởng, cô đã đem lòng yêu Christian, nhưng cô ấy không chắc rằng đây là một câu chuyện tình yêu, hay bản thân mình chỉ là đồ chơi của Christian mà thôi. Cô ấy muốn Christian đưa mình về nhà. Khi đến bãi đỗ xe, cô ấy hỏi Christian, chiếc xe nào là của anh? Christian nói những chiếc xe mà em nhìn thấy ở đây đều là của anh. Bá khí. Hai người đi dạo ở ngoại thành. Anna hỏi Christian, tại sao lại thích trò chơi có khẩu vị nặng như thế? Christian cũng không che giấu, nói với Anna rằng chính một người bạn của mẹ mình đã dẫn mình đi đến con đường này. Anh ta bị dụ dỗ làm nô lệ cho người phụ nữ này 6 năm. Anna nói người phụ nữ đó là Elena Lincoln, nhưng Anna lại là người phụ nữ đầu tiên ngồi trên chiếc trực thăng tư nhân của anh ta, còn là người phụ nữ đầu tiên anh ta qua đêm cùng. Đối với Christian mà nói, cô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Những lời này đã làm dao động Anna. Cô ấy biết rõ cảm giác của cả hai đối với nhau. Trước lúc chia tay, Christian đưa hợp đồng cho Anna. Sau khi bước vào nhà, Anna mới biết tổng tài bá đạo đã phái người đến lắp đặt máy tính. Người có tiền yêu đương đúng là hào phóng mà, chuyện gì cũng giúp bạn an bài thỏa đáng. Anna đọc kỹ những điều lệ trong hợp đồng, nội dung vô cùng bá đạo nhưng cũng tràn ngập sự tôn trọng, giống như cưỡng cầu đoạt lấy tình yêu, nhưng lại là những thứ căn bản của tình yêu từ hai phía. Anna không cho Christian đáp án rõ ràng trong ván cược cam go này. Người càng là muốn chiến thắng thì sẽ là kẻ thua cuộc.
Thế là Tristan không chờ được nữa đến nhà tìm Anna, dùng hết mọi dịu dàng cho cô. Không được một đêm, Tristan vậy mà lại trở nên lãnh đạm hẳn. Xem ra hai người vẫn luôn lôi kéo lẫn nhau. Anna đề nghị thương lượng thêm những chi tiết nhỏ trong hợp đồng. Thế là hai người hẹn nhau dùng quy tắc bàn bạc thương nghiệp, điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng ở phòng thương nghị của công ty. Hai người bắt đầu tiến hành thảo luận và sửa đổi. Roi ra, giá treo, máy rung, những dòng chữ này, những nội dung điều lệ này làm cho người xem vô cùng kinh hãi. Nhưng Anna lại không thay đổi sắc mặt. Trong quá trình hai người thương thảo, Tristan đã phải nhìn Anna bằng con mắt khác, hứa rằng mỗi tuần sẽ một ngày để cùng nhau đi xem phim, ăn cơm và ngắm sao. Ở trong một căn phòng kín như thế này, Tristan bắt đầu trêu chọc Anna. Hai người nhất thời đều nuốt nước bọt, dục vọng dâng trào khó mà khống chế được. Anna lại không nói gì cả, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng thương nghị. Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp của Anna. Tristan đi lên bục giảng phát biểu với tư cách người tài trợ cho trường. Các cô gái sau khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai lắm tiền này mắt đều sáng lên. Anna lại nhắc nhở bọn họ người đàn ông này chỉ thích đàn ông. Hai người không chút cố kỵ mà chụp ảnh cùng nhau, còn thừa nhận mối quan hệ của hai người trước mặt cha của Anna để làm quà tặng tốt nghiệp. Tristan tặng cho Anna một chiếc xe đắt tiền, mà chiếc xe đồ chơi ngày trước dưới tình huống Anna chưa cho phép đã bị bán đi. Anna khá là hưởng thụ sự bá đạo dịu dàng này, nhưng Tristan có vẻ sau khi có được Anna thì càng ngày càng bận. Anna có chút lạc lõng, cái cảm giác lo được lo mất này làm cho cô không thể miêu tả rõ ràng, cho dù là khi đang nói chuyện với mẹ mình. Lần này sau khi Tristan về đến nhà, chính thức đưa Anna đi vào căn phòng màu đỏ đó, anh ta tết tóc cho Anna, muốn cô quay lưng lại với mình và đưa tay ra. Chiếc roi da dính nước muối nhẹ nhàng đánh xuống lòng bàn tay cô. Lần đầu tiên nếm thử cảm giác này, cô có chút lo lắng sợ hãi. Tristan thử đeo vào tay Anna chiếc gông tay bằng da. Anna một khắc đó giống như bị điện giật vậy, còn bắt đầu kêu lên phụ họa theo, gọi Tristan là chủ nhân. Đêm hôm đó Anna bị làm cho kiệt sức, nhưng hiển nhiên sự thân mật của hai người dù là từ phương diện tinh thần hay thể xác đều đã thăng hoa lên một cảnh giới mới. Đêm hôm đó Tristan dẫn Anna chính thức đến gặp mặt người nhà. Trên bàn ăn sau khi nghe Anna nói muốn về nhà, Tristan tức giận mà đưa cô rời khỏi đó. Đối với Anna mà nói, Tristan không chỉ bá đạo mà còn rất hống hách, thậm chí còn có chút thần bí. Anh ta từ trước đến nay đều không để cho Anna chạm vào thân thể của mình, đa số thời gian bọn họ đều ngủ mỗi người một phòng. Nhưng đêm hôm đó, Tristan ngồi trước mặt Anna đang ngủ say, nói ra tuổi thơ bị tổn thương của mình. Mới một ngày không gặp, hai người gửi những tin nhắn xến xúa để biểu đạt sự nhớ nhung cho nhau. Ngày thứ hai Anna đang hẹn hò với mẹ mình, Tristan lại xuất hiện, đương nhiên vẫn là làm theo ý mình dẫn Anna đi. Vừa mới nói xong bản thân đã không còn hứng thú trước mọi bất ngờ. Sau đó Tristan bèn dẫn theo Anna trải nghiệm cảm giác buông thả bản thân là như thế nào. Rất nhanh Tristan vì chuyện của công ty không thể không quay về Sister. Anna cũng từ biệt mẹ mình, cô bắt đầu giống như bị Tristan nhét vào trong túi áo, bắt đầu sống theo tiết tấu cuộc sống của anh ta. Đêm hôm đó Tristan tâm sự trùng trùng, trò chơi bên trong căn phòng màu đỏ càng có khẩu vị nặng hơn. Tristan cần thông qua phương pháp này để giải tỏa mọi tâm sự tích lũy trong lòng anh ta. Anna không hiểu những cảm xúc tiêu cực của Tristan từ đâu mà ra, tại sao không để cho mình chạm vào thân thể của anh ta. Cô ấy thậm chí muốn xem Tristan sẽ dùng thủ đoạn độc ác nào để trừng phạt cô như trong hợp đồng. Cô ấy muốn bước vào thế giới nội tâm của Tristan, cảm nhận những niềm đau và vết thương của anh ta. Nhưng lần này Tristan lại không chút lưu tình, anh ta dùng roi da vụt lên người cô để cô cảm nhận sự đau đớn tận cùng. Anna sau khi nếm trải tư vị bị tổn thương, bèn từ chối Tristan đến gần cô, sau đó quay đầu bỏ đi. Tristan đã chính tay đẩy Anna ra khỏi mình, anh ta không muốn Anna đem lòng yêu mình, nhưng Anna lại yêu người đàn ông bị tổn thương sâu sắc này không cách nào dứt ra được. Câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng Tristan lại không thể thật sự buông tay. Tổng tài bá đạo có thể níu giữ được cô nàng lọ lem kiêu ngạo hay không? Anna sau khi chậm chậm hiểu rõ Tristan, vùng vẫy giữa sự đau khổ và tình yêu, cô ấy thật sự hiểu rõ chính mình sao? Cùng nhau chờ đợi 50 sắc thái đen, dẫn bạn đi tìm hiểu phú hào mình đầy vết thương nỗi đau làm cách nào để giữ lại tình yêu đích thực của mình. Bây giờ tôi đi rửa mặt đây.